Hello. Hello mọi người, hello. Hello Trà Đào nha. Hello, hello Tí nha. Hello mọi người. Hello mọi người nha. Hello. Hello mọi người. Nay chơi game mới nha. Cannibal nha mọi người. Tựa đề game sorry nha. Nay có công chuyện. Đúng rồi. Nó cùng một hãng game hôm qua nha em ơi. Nhưng mà cái tên là khác nha. Là một câu chuyện khác luôn nha em. Nha, giống như là đây là một câu chuyện khác vậy á. Nó cũng kể về cái gia đình mà chuyên người á, mà lần này nó sẽ nặng đô hơn nha, chơi cái phần này nặng đô hơn á. Hello anh Quân nha, hello anh, tại vì anh mua trên Steam 35k đó em, là nó bao gồm 4 game của người Nga luôn, nên mình đã bỏ tiền ra mua rồi thì đã bỏ tiền ra mua rồi thì mình chơi hết luôn nha, cho nó đáng cái đồng tiền mình mua nha. Ôi giời ơi, cái gì mà mới vô chuồng trước. Trời ơi. Hello Tài nha. Hello anh Tài. Ồ, game này FPS nó thục dữ. Ủa mà tôi set đồ họa rồi mà ta. Hello. Có công chuyện nha. Nay có công chuyện nên trễ cho mọi người. Từ từ để tôi kiểm tra cái đồ họa coi. Như tôi set rồi mà ta. Alo nha. À quên, tôi chưa ấy. Từ từ. Rồi. Nay rảnh tay tập tập đi cái gì? Sorry nha, có công chuyện nha. Chuyện. Thế mọi người có chuyện chạy chút nha. Ôi, quên cắt cái nguồn vô nữa kìa. Ok chưa? Rồi, ổn hơn rồi đấy. Thôi mọi người nha. Tại nó có công chuyện á. Ấy. Hello. Rồi, mượt mẹ hơn chưa? Trời ơi, tôi quên cắm dây nguồn. Tức ghê á. Rồi. Ok, chờ mọi người đông đủ cái nha. Rồi. Ôi, bạn kia đâu rồi ta? Hướng dẫn viên đâu rồi? Ôi dồi ôi. Hello, cảm ơn anh Duy nha. Hello anh. Chờ bạn kia vô nữa. Mới nói là vô rồi kìa. Hello. Hello bạn ơi. Hello cố vấn của mình nha. Hello. Cảm ơn anh Duy nha. Cảm ơn anh Duy nhiều. Hello mọi người nha. Định chia sẻ cho chị. Đúng rồi, mọi người cứ chủ động luôn nha, cứ thấy mình là chia sẻ luôn, thấy là vô liền đấy. Rồi ok mọi người, bấm 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 vô trước nha. Start new game luôn đi. Úi dồi ôi, thế mọi người thấy quen chưa, thấy ai quen chưa mọi người. Đấy. À, này câu chuyện mới vậy mọi người. Hai vợ chồng,
Nghe ông bố sẽ kể lại câu chuyện ngày xưa của ông nè. Мы же остановились на том, что тогда за мной прилетел вертолет, и мы вернулись в округ, оставив каннибалов целыми. À, бây giờ cái này là tiếp của cái phần hôm qua mọi người. Ông đang kể lại ngày xưa ông thoát như thế nào nè, ông nói nè. Cái gì mà ông thoát bằng trực thăng rồi gì nữa nè. Ну хорошо, папа говорил. Nhà cao cấp hơn không, này đang kể lại nha. Cái này đang kể lại á. Об этих уродах и прекрати наряжаться в костюм носатого маньяка каждый Хэллоуин. Слушаю тебя. Hello, bạn tôi ơi, tôi đâu rồi? Ủa, nãy thấy bạn vô rồi mà. Tôi... Nè không? Nè, kể lại hôm hôm qua nè mọi người. Đó, đang cứ tới cứu mình nè, với hôm qua nè mọi người. Nó tiếp tục câu chuyện hôm qua nha. À, chắc cho con ngủ hả? Rồi, rồi. Dạ, tiếp câu chuyện của hôm qua nha mọi người. Cái gì? Ủa? Nó... Là sao? Ủa, tôi nhớ hôm qua lên trực thăng luôn mà. Đang xem đây, con chưa ngủ, vậy hả? À. Ủa sao? Nó tiếp câu chuyện hôm qua phải không? Ủa, sao sao tự nhiên bây giờ nó đáp xuống đây? SWAT will do everything, đừng lo lắng. À, thả mình xuống đây. Sao càng ngày ngày đi càng sớm vậy? Không có công chuyện nha. Sorry nha. À, tức là hôm qua đó tôi là lấy 5 cây nến, xong rồi tôi được cứu bởi cái trực thăng này nè. Xong rồi giờ thả tôi giữa rừng luôn. Trời ơi, hôm qua tôi mừng phá não xong giờ thành vậy nè. Trời ơi, không cho người ta dành phố đi, tôi cũng phải bắt người ta ở lại nữa. Rồi ô làm gì? Explore the hell hả? Ủa bắt tôi quay lại cái nhà kìa mọi người. Trời ơi, tự nhiên bây giờ quay lại căn nhà. Thấy ghê không? Đã gọi là cực công trốn rồi. Giờ bắt bỏ con ta giữa rừng nè không? Mấy ông cảnh sát hứa sẽ bắt mấy người đó nè. Đó, cảnh sát nè. Làm vậy mới có chuyện chơi tiếp. Ừ. Cái game Nga là tôi mua trên Steam 35k nha. 35k là gồm 4 game nha mọi người. Là tôi mới chơi hai, bây giờ là 2 game thôi á. Rồi còn 2 game nữa. Thì cái gì đó tôi nhắn tin cho bạn tôi 2 game nữa coi bạn tôi biết không. Tại lỡ mua là phải chơi cho hết chứ. Không bay tiền mất nha. Rồi các bác ở nhà nè. Rồi ok mọi người đi nha. Là ra mua 35k là đợt sale á nha. Là mỗi game đó mấy chục ngàn à. Còn nếu qua đợt sale á là mỗi cái game này nè là tới mấy trăm ngàn á mọi người. Một trăm mấy ngàn lận á. Đắt lắm. À thế à. Chị đẹp, có chị đẹp nào đứng đưa cái gì? Đang đứng kìa ở đâu? Chị đẹp đâu? Đâu chị đẹp đâu? Ủa cái nhà này khác nè mọi người. Mẹ mới vô luôn á. Trời ơi, má ghê thiệt. Hôm qua đã thoát rồi mà vẫn không yên thân đó mọi người. Sao đây? À, khám phá căn nhà. Game này thế là dễ kiên kinh dị nha anh ơi. Bảo rồi. Không bao giờ thoát được nha mọi người. Nè, ý. Cái căn nhà mà hôm bữa mình trốn nè mọi người. Cái chỗ mình thổi nến nè. Đúng rồi. Không có ai trong phòng này cả. À, đây theo theo như đúng tôi nhớ là hôm qua là ngoài mình bị bắt á là còn có mấy người nữa. Tức là mình thả mình xuống đây á là để cứu mấy người còn lại mọi người. Nhưng mà khi mình xuống đây là mọi người đi mất rồi. Rồi, quay lại trực thăng, đi thôi. Để có khi ông trực thăng ông bị xử rồi đó mọi người. Có khi ông trực thăng bị xử rồi đó nha. Có khi lắm á. Tí mở cửa phòng này, mở cửa rẽ phải núp vô góc ha. Rồi xong. Rồi ok ok nha. Ok mọi người. Đi. Trời ơi, tự nhiên có con heo ngay đó rồi, mọi người. Trời ơi, chết tôi rồi. Nhưng mà nếu mà về đúng diễn mấy cốt truyện là ông cha ông thoát rồi mà đúng không? Phát hai là phải chạy khỏi chị đẹp á. Ừ.
Слушаю. Rồi giờ ông kể tiếp nè. Nguyên tỏ ông bố ghê mọi người. Ok kìa. Trời ơi. Họ không trói lại hả? Mấy người này đi tự do luôn. Ơ hai bạn nha. Sao? Enter the house, escort the cannibal to the room and lock it up. Trời ơi. Rồi ôi mọi người. Trời ơi, sợ quá mọi người, tự nhiên sao không xử luôn đi còn bắt chi nữa không biết nè. Ở vô đi. Ê, có khi tôi bị lừa mọi người. Có khi tôi bị lừa. Chạy về nhà kìa anh. Chạy về nhà hả? Về nhà là cái nhà là open the bedroom. Về nhà mình nè. Rồi. Ôi! Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Từ từ, lại về cái đó. Trời. Quên. Thôi mọi người, từ nha. Ý là bây giờ mình vô nhà mình mở hết cửa phòng đúng không? Sorry mọi người nha, trời ơi. À, đang cố kể con gái ngủ. Đừng lại gần nó đúng không? Xong chạy về cái phòng tụi nó nhớ. Tụi nó nhớ lúc nãy rồi, rồi nhớ. Lớp bộ cấp rồi, ok mọi người. Họ đi phía sau. À, bây giờ mình muốn tìm hiểu xem tại sao mà họ không trói họ lại đúng không? Rồi ok, hiểu rồi. Rồi nấp. Rồi nha mọi người. Dừng lại, đừng lại gần quá. Lấy đôi giày gì hả? Vô phòng luôn hả? Vô phòng luôn, rồi. Thế ra, vô phòng bị kẹt luôn sao mọi người? Cái gì núp vô góc? Ôi. Bên phải ha. À, cửa bên phải đúng không? Rồi thôi chết rồi. Lock them up ha. Rồi thôi thua rồi. Qua bên vườn ha. Ủa mở cửa. Đứng đó sao ra? Thấy chưa? Hồi nãy cho nó đứng bên kia đúng mà. Sao mọi người kêu đi vô phòng nữa? Ui. Là cái phòng nấp đúng không? Đứng phòng nấp đúng rồi mà. Thì phòng nấp đúng rồi mà. Từ từ mọi người. Nhảy ra vô phòng đó đúng rồi. Nhảy ra á hay ra à? À nhảy ra cửa sổ đúng không? Từ từ nha. Ủa hay là cảnh sát mấy người này chung một phe. Ui. Rồi khoan nha. Escort rồi cannibal to the room and lock it up. À không, giờ mình dụ nó vô đây mình khóa cửa lại á sao á. Vô phòng khi nãy núp vô góc bên kia. Là góc góc này đúng không? Núp góc này đúng rồi mà. Không nữa hả? Nó sắp vô rồi kìa. À, đó cũng được. Ừ vậy đi. Trời ơi. Rồi nấp rồi nha mọi người. Rồi close the door to the room. Rồi sao nữa? Ôi trời ơi má. Khóa cửa. Khóa được đâu mọi người. Không khóa được. Bấm rồi.
Đúng rồi, rồi đúng không? Rồi sao nữa? Close the door to the room on the last ha. Được rồi. Xong rồi đúng không? Khóa cửa được nha. Mấy cảnh sát này làm gì vậy trời? Kiếm đồ khóa cửa đúng không? Rồi rồi rồi. Từ từ, đi kiếm đồ khóa cửa xem. Để như thế có đồ khóa mọi người. Rồi được rồi. Xong 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 khóa cửa ơi. Họ không đi đến đâu. Rồi tới sáng mai quay về căn thôi. Ok. Cảnh sát làm nền hả? Ui rồi. Thế à? Về chỉ thắng thôi. Rồi ok mọi người xong nha. Ra ngoài quan sát hả? Đấy. À lên trực thăng rồi tôi ngủ quên hả? Ночью произошло то, чего я так опасался. Рассказывай. Ok mọi người. Ôi rồi. Ở kìa. Посреди ночи раздался какой-то грохот. Thế là vẫn chưa thoát mọi người à. Thì em kêu vậy phiêu lưu vậy đó à. Ừ đúng rồi. Anh nghe chị tôi thôi đừng tin ai. Ừ, rồi rồi. Tôi phải ra ngoài và check. Ôi, ôi vậy mà cảnh sát tiêu rồi mọi người. Dạ bọn cannibal trốn rồi. Rồi xong, nó trốn rồi mọi người. Ui, check này heo. Tức là cái này là quá khứ nha, còn hiện tại là mình kể với đứa con mình nha mọi người. Họ chạy rồi, họ chạy mất rồi. Rồi. Khẩn cấp quay lại trực thăng. Ôi, quay trực thăng thôi. Rồi xong tiêu tùng rồi. Ôi, công nhận phần này cái thằng nhân vật chính nói nhiều dữ rồi mọi người. Phần trước có nghe nói gì đâu, phần này nói dữ rồi trời. Rồi trốn trong nhà và khóa cửa lại. Rồi rồi nha mọi người. Về nhà khóa cửa nha. Rồi. Căng nha. Có bộ phần này khó hơn rồi đấy. Rồi. Ở kia. Vào nhà rồi khóa cửa lại. Cái con heo này nó cứ rớt đất hoài trời. Con không phải tưởng tượng cha sở nào đâu. Bân thưa cha. Cha đã có thời gian khó khăn. Con hy vọng rằng họ đến họ kịp tới cứu cha khi mà bọn chúng trở lại. Nếu vậy con à. Nhưng mà cha đã quá sợ những gì xảy ra trong đêm đó. Cha thật dũng cảm. Trời ơi. Sợ muốn tè dầm luôn. Dũng cảm nổi gì trời. Tôi có cảm giác như họ đang tới với tôi. Và họ đã tới. Đâu? Tới chưa? Làm gì mọi người? Ở kia làm gì? Ui. He's here Edward. À, hắn ta trong nhà này. Sao đây? Đó ta là người vợ ý gì? À, thằng cha ngồi kể nước hơi con nhỏ hay nằm chầm chề thì kể cho con nhỏ ngủ mà. Ui, xây đời hao mình quay chờ xin cảnh sát. Ôi cha nó tới rồi mọi người. Làm sao ta bắt hắn ra ngoài đây? Có khi nào chui cửa sổ tôi không thể. Let's get out of this hell. Con heo nhỏ thời gian hết rồi, ta đang tìm ngươi đây. Bọn chúng muốn vô nhà, tìm cách trốn đi chết cha nó phá cửa. Thì nó vô được nhà rồi kìa đúng không? À, chờ con nhỏ đi ra. Cứ ngồi im đi. Ôi rồi. Ôi rồi, sợ ghê mọi người. Rồi lại kể tiếp.
Trời, tưởng tượng mà tôi mà đi ra ngoài cái chắc nó giấy vui đó mọi người. Ê mà tôi nhớ nha, cái tôi coi cái ông Hasnow á, có cái cảnh cuối á, tôi nhớ cảnh cuối thôi, là mình phải làm rất là nhiều việc nha mọi người, mà phải né một lần như hai ba đứa luôn á. Hết chuyện thì đi ra theo hai tụi nó. À vậy hả, tại đi theo à. Rồi rồi rồi, đi thôi đi thôi. Follow. Bớt, đừng tới gần. Ừ, ba đứa luôn nghe mọi người. Ừ, tôi nhớ ông Hasno cũng chơi là vậy á. Tôi coi sơ sơ khúc đó thôi. Đừng lại gần quá, ok ok. Ok, hỗ trợ mình nha mọi người. À, đội ơn luôn á. Chết cha, xa quá. Hello. Hai mắm mày đi lẹ dữ trời. Nó thấy là xong luôn, thấy là chạy thôi. Trời ơi, coi kìa, coi đi kìa mọi người. Trời ơi, coi đi kìa, giống như... Rồi sao nữa? Đợi bọn nó vô căn nhà đúng không? Rồi rồi. Ủa? Căn nhà này hả? Game gì? Van Canyon nha. Vô cái nhà đó hả? Nè. Nhiệm vụ là chờ nó vô nhà nè mọi người. Trốn... cái gì trốn sau căn nhà và chờ bọn nó rời đi. Ôi trời, ba đứa luôn kìa. Ôi chết con mẹ, ba đứa luôn kìa mọi người. Go to your son house. Rồi rồi, vô căn nhà đó đúng không? Ủa sao tới ba đứa ghê vậy? Ôi má, con nó đi kìa. Ôi. Ôi. Xong. Lấy cây rìu hả? Cái gì cây rìu? À, nói gần TV chạy nhanh đi. Rồi. Rồi sao nữa? Sao nữa? Nói rồi TV hả? À, sao giờ vô TV coi luôn mọi người? Lấy cây rìu đập ổ điện á, cái gì? Làm sao? Cái rìu đâu? Ủa có gì đây? Có gì vậy? Lấy cuộn băng xong thì ra ngoài đẩy. Nó có quay lại không? Trời. Ủa tôi ra ngoài rồi mọi người. Rồi ok, tự nhiên mọi người. Ôi. Sao vậy? Có ai đó à? Để ý ba tụi nó. Trời ơi, tới ba đứa luôn mọi người. Ê nó, ê ê ê. Ôi chết cha rồi, cái này hơi khó nha mọi người. Khá là căng thẳng nha. Khoan, bây giờ nhiệm vụ mình là gì mọi người? Nhiệm vụ mình là làm cái gì? Thì đó, cái bạn 955 này chắc tôi ban bạn quá, thiệt luôn á. Tới cái nhà gỗ gần hồ nước quá, rồi rồi. Không biết chỉ lung tung mắc mệt ghê, ừ. Rồi, ok mọi người đi nha. Về nhà gỗ núp ha. Về nhà gỗ ha. Nhà gỗ rồi đúng không? Còn nghe tên chị tôi được tên này nữa. Ok ok được rồi, tập trung nha mọi người. Giờ tôi phải lo mấy cái ông mắm thúi nè. Trời ơi, mấy cái ông mắm này ông đi ông rình ghê quá. Ôi đi. Ôi mấy chú đi có điểm dừng không vậy? Ôi. Vô đi còn nói nữa. Sao nữa? Red Dry Mouth, Wooden Left the Mouth, Roll It. Trời đất. Là làm cái trò gì? Là làm gì mọi người? Khoan làm gì? Bây giờ phát hiện. Nếu phát hiện thì chạy. Ném đá chọi ra được không? Chết mẹ, tới gần quá mọi người.
Chết mẹ, tới gần quá. Lấy cục đá. Khoan, tôi nghe tiếng bước chân mọi người ạ. À. Tôi nghe tiếng bước chân, hình như tụi nó đang ở gần đây mọi người. Đợi xíu tôi thấy nó rồi kìa, tôi thấy rồi, tôi thấy cái bóng rồi. Cho tôi nha mọi người, tôi lấy cái bóng nha. Thôi 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 tập trung nha, tập trung nha bạn 95. Ừ thôi tập trung đi. Trời ơi. Vô cái chỗ ăn cách mọi người, vô cái chỗ ăn cách. Ném cái xác treo ấy. Ừ rồi rồi. Rồi ok. Trời ơi, nghĩ sao nó vô được thì trời. Tôi còn nhiêu cây máu nữa, 90% à. Ừ cũng được. Má phải cho chế độ dễ thì được rồi. Ôi trời ơi, má ơi, anh ơi. Má ơi, anh ơi, từ từ. Trời ơi, anh ơi, hấp tấp quá anh ơi. Từ từ anh. Tại sao nó chạy thêm hoài vậy? Ôi, anh ơi. Từ từ anh ơi, hấp tấp quá. Từ từ anh ơi. Ôi, chết mẹ rồi anh ta. Find something to knock the body up. Don't get caught by the cannibal. Leon the Hun. Lấy cục đá ném thì chạy về cái sao về chạy về nhà lớn bỏ băng vô xem tivi rồi, rồi rồi trời ơi ôi chết mẹ anh tới kìa lẹ lẹ nha mọi người ok đi nha đang treo ngoài hồ kìa lấy cục đá ném cái xác ôi chết mẹ. Rồi ok mọi người tập trung nha. Trời ơi tôi ném làm sao cho nó hợp lý đây. 1 2 3 4 ném đi. Tẩm rồi xong. Trời ơi tôi ném mắc cười ghê mọi người. Đừng sao? Nhảy xuống hồ. Nó tới kìa, nó tới kìa mọi người, nó tới kìa. Lùi lại. Nó đang tới. Nó đang tới nha mọi người. Tự nghe đang tới nha. Ui, cái phần này nặng đô nha mọi người. Má cái phần này hơi bị nặng đô nha. Tôi là chỉnh độ sáng hết cỡ rồi đó mà còn ghê vậy á. Tôi mà chỉnh mặc định là thôi luôn, nghỉ chơi luôn á. Rồi. Đừng có lên nhạc nha, tôi đang tập trung nha. Đừng có lên nhạc nha game ơi. Đừng lên nhạc nhé, đừng hù tôi nhé. Có chết con mẹ rồi. Rồi. Lên. Vẫn không được. Ôi dồi ôi. Ném thế nào ấy nhỉ? Ôi chết mẹ rồi, sao nó tôi đi đường nào, nó đi đường kia rồi trời. Ôi. 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 Ôi chết mẹ nó tới. Ôi trời ơi má ơi mọi người ghê quá, nó đi vòng kìa. Ủa nó đi đường vòng kìa mọi người. Ôi rồi canh ném thôi ném đúng rồi đó ừ từ từ đó con mẹ cái đâu rồi tại lão kia ném dở quá trời ơi nghe buồn nha tôi là tuy là tôi không giỏi bóng rổ chứ nhưng mà tôi chơi tôi hồi xưa học môn đó là điểm cao nha mọi người trời nghĩ sao ném dở trời tôi áp dụng kiến thức bóng rổ ngày xưa tôi học thể dục tôi cho mọi người xem nè đợi xíu đi đợi xíu ừ phải vậy chứ mà từ từ đã trời nghĩ sao mấy má nó cứ đi vòng vòng vậy nè sao tôi dám ném ném mà tay run luôn á mọi người ơ kìa à
Mỗi đứa một hướng rồi, nhanh lên. Lẻ lên. Nhặt cục đá thôi mà lâu như dữ vậy. Rồi nhanh lên, nhanh nha mọi người. Sắp tới rồi kìa. Ném cao lên. Ném đi. Xong. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ok, đường nào mọi người? Bác thì là sân hao hả? Sân hao đường nào? Chạy về nhà thôi. Sân hao nè, đúng rồi. Sân hao, sân hao. Ôi trời ơi, nhanh lên. Ờ, không đóng cửa được à, đóng cửa đi. Ôi, chết con mẹ, không đóng cửa được mọi người. Trời ơi, đó tụi nó dí còn có phim nữa. Đấy là game ảo ma chứ. Có ai mà mình có ai mà đang bị dí mà đi vô coi phim không mọi người? Trời ơi, có ai bị dí mà coi phim không? À, nó bốn hết luôn mà, trời ơi. Cửa đâu đóng, ừ. Đã bị tụi nó rình rồi ba đứa, vậy mà còn vô nó coi phim nữa. Ghê thiệt. Gặp tôi mà trường hợp đó thôi, tôi xách dép chạy luôn. Nha, chạy ra khỏi rừng luôn, chạy công dò luôn. Không cần biết trực thăng máy bay gì chứ á. Cái gì đây? Cái gì vậy? Go to the Forester Hell à. À, tìm sự giúp đỡ. Rồi 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 rồi. Ôi, ấy hình như cái chuông bị lỗi gì kìa. Từ từ mọi người, đợi xíu, để tôi fix cái chuông lại cái nha. Những cái âm thanh nó bị gì kìa. Đợi xíu nha. Đợi chút mọi người. Đợi xíu nha. Âm thanh lỗi à. Tích lại kìa. Rồi ok mọi người. Hồi nãy cái âm thanh nó bị lỗi á. À, vô nhà. Hù hoài, khổ ghê á. Bạn Linh nha. Cứ lần nào bạn hù tôi là lần đó tôi bị bem thấy bà luôn á. Ơ kìa. Ôi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? À, bà ơi, bà đang bệnh nè. Tôi bị lạc và cần giúp đỡ của bà. Vô phòng đi. Nơi mà chồng tôi đã cào buổi sáng. Làm sao? Go to F room. Trời ơi, coi bà nằm kìa mọi người. Trời ơi, coi kìa. Nằm đau khổ ghê không? Trời ơi, coi kìa. Ôi, coi nằm kìa. Trời ơi, nằm đáng yêu quá à. Trời ơi, coi cái mông em kìa. Trời ơi, nhìn cưng chưa. Xin lỗi nãy nha, nãy giờ đi mua bim bim rồi coi ăn rồi à. Cái gì? Ờ, thôi không sao nha, không sao, không sao. Ờ, rồi, rồi, rồi. Vô nhà ngủ đi trời à. Tôi nhây quá. Rồi nha mọi người. Rồi lại cải tiếp. Ủa xin là tôi xin là bé thì thế. Nó nói tiếng Nga luôn rồi mọi người. Не успели съесть. Наша потеряша оказалась довольно смышленной. Знаешь, как она выбралась из этого домика? Заинтриговал. Tôi mới follow ông đây. Ôi cảm ơn nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn follow mình nha. Vào đêm đó tôi cái gì? It down on her would not receive any here. À, vô tôi lấy bật lửa hả? Trời, ba cái câu tiếng Anh mệt mỏi ghê á. Ui. Tôi nằm trên giường của họ. Tôi sợ và phải ra ngoài tìm giúp đỡ. Rồi, rồi, rồi. Nấp. Cái gì? Sao từ từ tôi đọc cái vô tôi lấy bật lửa đúng không? Rồi lửa mình sang. Rồi, rồi, rồi. Hồi nó đuổi chạy thấy bà chứ ở đó chọc bà. Ờ, giời. Game này nét cũng chưa hợp lý, ban đêm xem rén phải. Chợ ban đêm vậy mới chơi nó mới rén mới hay chứ. Buổi trưa tâm lý bình thường mà chơi nó có vui. Ha. Rồi. Anh Sang ê. Ủa, tôi làm gì? Làm sao check cái lighter? Đi đốt nhà bả luôn hả? Trời ơi. Quá đáng thiệt. Rồi rồi, tôi đốt nhà bả này.
Sao? Trên bồn rửa mặt hả? À có, từ từ từ. Lớn. Trời ơi, tràn ngập xăng rồi mọi người ơi. Trời ơi, tôi tẩm đầy xăng luôn. Đấy. Đây, tẩm xăng này đó, ướt hết nhà luôn. Lỡ bật lửa rồi nha mọi người, dưới ra cửa chính luôn hả? Từ từ tôi đốt luôn phòng này nè. Đốt hết. Tôi là cháy hết luôn nha. Tôi là tôi cho cháy hết cho bà chừa cái tật mà dám dám lém tôi mọi người. Hello hello bạn nha. Cái gì? An Thăng hả? Trời tên gì khó đọc vậy? Lạy hả? Rồi, 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 rồi. Sống chưa? Vậy là được chưa mọi người? Vậy được chưa? Tôi đốt muốn hết cái nhà luôn rồi đó. Đường đỏ phòng ngủ kìa trời. Cái gì? Không, rưới sang phòng ngủ hả? What the fuck? Lạy luôn rồi, xong. Trời đất, quỷ thần ơi. Rồi thôi, từ lại đi. Thì lại thôi, mọi người làm căng quá. Mọi người làm căng thế. Từ. Rưới ra cửa chính nè. Thì phải nói thêm là trừ phòng ngủ chứ. Rồi. Rồi ok, mọi người lại nha, sorry nha. Rồi. Rồi. Lắm. Vào viết. Trừ phòng ngủ bơm rồi rồi. Đấy. Trừ phòng ngủ. Ok. Rồi xong chưa? Đốt xong thì bay ra ngoài bằng cửa chính. Chờ phòng ngủ rồi, đây. Chứ sao nữa? Bật lửa đâu, bật lửa đâu, bật lửa đâu? Lụm rồi mà. Ủa nhìn là bật lửa rồi mà. Ở kìa. Bật lửa đâu? Hết bật lửa nha. Bật lửa, bật lửa. Sao chơi em không có ta? Use à? Ồ. Lấy cái oxy kìa. Sao lấy cái gì? Ra ngoài đốt hả? À ra ngoài đốt đúng không mọi người? Rồi rồi đi nha. Mở. À là đốt cửa để đi ra ngoài cái gì? Hiểu rồi. Là đốt đi ra ngoài cái gì? Rồi. Không hả? Ở không nhưng mà sao nó không có cái bật lửa ta? Nó không có bật lửa mọi người. Nga Turo một cô có ngồi gần phòng ngủ đốt. À. Rồi. Đốt được chưa nhỉ? Đốt ở trong phòng hả? Hồi nãy có bật lửa rồi mà, hồi nãy mới lấy bật lửa mà. Bị lỗi game à. Mới lấy đây mà thì không thấy rồi. Sao nhỉ? Lại đi anh. Ủa, nãy lấy bật lửa rồi mà. Kỳ ta. Lấy bật lửa rồi. What the fuck man. Cái thoát là bật lửa đó. Use. Không use được. Reset đi hả? Sao kỳ ta? Ngồi gần xăng hả mọi người, từ từ. Ý là где тогда спали они? Наверное, они обиделись и ушли ночевать в лес. Я должна перебороть свой страх и выйти с зажигалкой и канистрой. À, ngồi gần xem đốt được hả? Я вчера смотрела мультфильм, где канистры... Từ từ nha, lấy cái này нè, là Когда một, рядом là с ней có был nha. дух, я Cái này сдалась. nè. Нужно Rồi. тоже попробовать этот À, способ. đúng hai cái à. Vậy là không được rồi. À, ngồi gần xăng đúng không?
Ok. Rồi. Tới bởi à, rồi. Rồi đó. Không được. No shot ad. Tới ở ngoài phòng khách thôi. Không sao, tém tém xíu được mà. Rồi. Sao không được nha? Hay là có sai gì không? Ơ kìa. Ơi. Sao nhỉ? Sao nó không đốt được ta? Tưới sang xong mới lấy bật lửa. Bật lửa hả? À, chưa tưới hết hả mọi người? Rồi còn phải tưới nhiều hơn nữa hả? Rồi tưới cho ngập luôn phòng luôn hay sao? Ôi. Anh nãy có đấy bật lửa ở đây mà. Thử hả? À. Ôi. Rồi. Đốt đi. Không đốt. Add an oil inventory hả? Sao chưa add ta? Vứt cái bình xăng tới cửa chính hả? Rồi. Không được. Vứt cái bình xăng nơi cửa chính nè. Rồi vứt ở đây. Ơ kìa sao không được nhờ? Không đốt được nha mọi người. Không đốt được, không đốt được. Không đốt được nè. Không có nút nào đốt chứ hả mọi người. Nút nào đốt. Ôi! Bấm chữ F mọi người ơi, bấm chữ F. Bấm chữ F. Ê! Bấm chữ F. Trời bấm đại á. Rồi á. Một phát lên thiên đàng luôn. Trời ơi. Cay quá mọi người à. Là bấm chữ F mọi người. Hết hồn. Tự mình hù mình. Cứ sang ở ngoài phòng. Tôi tự đốt luôn mọi người ạ. À. Tôi tự hỏa thiêu mình luôn ạ. Rồi. Ở lại đi mọi người. Má lần đầu đốt xăng mà. Rồi lại nha mọi người. Được nha. Hiểu rồi. Rồi đi thôi. Ngồi phòng ngủ gần gần xăng mà còn. Thế sao? Ngồi trong phòng ngủ gần gần xăng để đốt rồi rồi. Rồi, tốt, bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Rồi. Đây. Ê! Có sao màn hình nó lắc dữ vậy ta? Đỏ đồ mẹ ta. Từ từ. Chết cha. Sao màn hình nó kinh khủng vậy? Chạy cháy mình bị văng vô phòng ngủ. Đó là giấy cửa chính ha. À, chắc lỗi đồ họa gì rồi. Ê. Cửa chính. Đâu rồi? Chết mẹ, không thấy gì luôn á mọi người. Ờ ra rồi, ra à, chắc là lửa cháy á, hiệu ứng lửa cháy á. Rồi rồi. À, chắc là hiệu ứng lửa cháy á. Mấy cái kem này đồ họa nó kỳ kỳ sao á. Trời ơi, đốt như là đốt lửa thôi mà nó làm cùng cồng kềnh nhảy cửa sổ được rồi. Ví dụ người ta khóa cửa nhốt mình thôi, có cửa sổ là bay ra luôn. Cứ đi đốt nhà ta nữa. Méo hiểu game. Ừ đúng rồi game nghe nha. Tôi mua 35k 4 game lận á. Nên là được chơi hết luôn mọi người. Để cho xứng đáng đồng tiền nha mọi người. Bỏ 35k lận á. Rồi.
tôi làm điều ngu ngốc gì vậy? Tại sao tôi đốt nhà người ta? Họ là người tốt mà. Ôi trời, họ tới rồi. Ôi trời ơi, trốn sau căn nhà. À, là cái đèn nhà hả? Núp sau nhà đúng không? Rồi, núp sau nhà vào xem phản ứng của họ. Phản ứng gì? Bò bò theo coi đi. Cho nên ta đã báo với người là nên ăn nó ngay mà. Rồi đi chắc cái vườn đi. Hả? Thì phần mới mà, phần cái tiếp nha. Chúng ta cần chia ra, chúng ta phải canh con nhỏ ở đây. Sao? Follow the witch. Đi theo con bà phù thủy à? Rồi ok, theo phù thủy thôi. Rồi ok, mọi người đi nha. Còn má nó chớp đèn khó chịu ghê á. Giống như nó bị lỗi đồ họa mọi người. Coi theo con ma kìa, rồi. Ôi chết cha, quay lại mất tiêu rồi. À đây. Đừng để nhìn thấy. À tôi nên xuống hầm hả? Ôi dồi ôi. Này thì nhìn phía sau. Rồi. Vậy là hết cũng ăn à. Папа, ну мне так понравилось. Я хочу, чтобы она осталась жива. Да, кого куай хом? Ведьма же привела нашу потеряшку. Бо твои, да. Карта местности. Да, мэн cô ta tới cái đường hầm. А где обещанная движуха? Монстры, погони, квесты. Что за дичь ты мне впариваешь все это время? Рой. Том, доченька, что настоящая движуха была именно в этом бункере. Запись кассеты в этот момент внезапно оборвалась. Rồi, nó đọc tiếng Nga nghe nó tí lia vậy. Nói mà giống như tiếng điện mọi người nói. Trời ơi. Rồi sao nữa? Tôi quyết định phải tìm cái tầng hầm đó. Tôi phải ba bơi vào con sông. Bây giờ nó ở bên hồ bên kia. Trời ơi, tôi biết nó nằm đâu. Ra ngoài để phải ha. Để phải ha. Ở kia đây à. Rồi ngon lành luôn. Lên đây đúng không? Lên đi. Tìm cái gì? À tìm mình xăng à. Trời ơi, chưa có xăng sao? Sao đen thế nhỉ? Find the barn near the prisoner house. Để tìm cuộn băng mọi người à. Phải tìm xăng á. Ừ. Xăng hả? Từ từ đi kiếm hả mọi người. Chết rồi. Tôi biết được. Làm sao mà biết được? Nhà nằm đâu? Về nhà lại coi. Không, chỗ này là không phải mọi người. Prisoner House là cái chỗ mà nó nhốt mình á. Không phải chỗ này đâu. Ơ, kìa. Okay, phải đi tìm mọi người. Đi tới cái nhà đang nhảy đầm á. Cái nhà mà đang cái gì? Đi tới cái nhà đang nhảy đầm hả? Trời ơi ghê vậy. Tới cái nhà chớp chớp tụi nó đang nhảy đầm á vậy hả? Trời ơi ghê vậy sao? Ôi. Cảm ơn Mary nha. Cảm ơn Mary. Rồi cái nhà đâu rồi? Nãy tôi mới thấy mà. Rồi ok mọi người, tôi biết rồi nha. Cảm ơn nhiều. Cái nhà nhảy đầm á tôi mới thấy. Nằm đâu ta? Tôi mới thấy tụi nó nhảy đầm mà. Ở kia. Thấy. Rồi. Tự nhiên không đi nhảy đầm mà. Nghĩ sao ấy. Kiểu ăn mừng thoát được tôi sao mọi người. Đứng xem nhảy đầm hả? Úi dồi ôi vậy.
происходит? Trời ơi, thú vui. Đây là thú vui của em yêu ấy mọi người. Đây là thú vui như lúc nhàn rỗi của quẹo. Ôi, có tiêu rồi. À, đây hả? À, phải nhảy ha. À, find the barn house. Trời ơi. Coi ẻ, coi em kìa. Em nhìn sung sướng ghê chưa? Ủa hàng này giống như bị bắt đúng không? Bị bắt nhảy gì mà. Rồi coi đứa nào trời. Nhảy theo đi anh. Ê, chị ơi. Anh ơi. Trời ơi. Nó nhảy chứ nào mới xong trời. Chứ nhảy tới sáng nữa. Nếu bây giờ mà tôi để màn hình như vậy là tới sáng nữa mọi người. Tin không? Tôi đứng đây là nó nhảy tới sáng luôn á. Ờ xong chưa? À như nó quên, à như nó quay lại rồi. Ui, ôi rồi ôi. Để tôi cứ nhìn nó hoài vậy à. Tới cái nhà gỗ rồi rồi. Trông chị vui nhờ. À, cái nhà gỗ lấy bình xăng. Tới nhà gỗ rồi mọi người. À đây nè, đây nè. Rồi nha mọi người. Rồi ok nha. Lên lên lấy đi. Đừng chần chừ. Rồi tôi. Từ từ rồi bắt tôi anh ơi từ từ nha. Trời ơi anh ơi đừng. Rồi chạy thôi. Ôi má ơi. Ờ em còn ngồi hưởng thụ kìa. Má ghê thiệt. Má ghê thiệt chạy đi. Trời ơi má ông đứng ngay cửa nhà luôn mọi người. Chạy về cano thôi nhanh lên. Nhanh lên. Ở cứ dí theo không? Ờ không có dí theo mọi người ạ. Rồi tôi qua bên kia rồi. An toàn. Cho ngủ ca đã nha. Rồi ok ok cứ xong việc nha. Ok bạn cứ xong việc nha. Tôi tranh thủ đi trước. Tìm cái toilet trong cái cuộn băng. Vui đã buồn sao. Ừ. Đây là căn nhà bị đốt. Tìm cái toilet. Căn nhà bị đốt đúng không? Căn nhà bị đốt. Vậy là mình phải đi ở đây. Phải đây mọi người. Đây rồi. Rồi nha. Đi vô thôi. Gì đây? À, chỗ trốn mà. Ý, có đường hầm cho mọi người. Rồi, để kể chuyện tiếp. Фу, папа! Никогда бы не подумала, что ты способен на такое. Ты бы знала, что мне пришлось испытать дальше под землей. Походу, сейчас будет очередной трэш. Но я даже начинаю немного... Chuẩn bị chạy té khói hả? Ừ, xuống đây là cái bộ hơi khó mọi người. Bắt đầu tới phần khó nhất game đó mọi người. Tôi nghĩ là phần khó nhất á. Đã chỉnh độ sáng rồi á mà còn vậy á. Thuốc đây, thuốc đi. Đi lên. Ừ. Rồi ok nha. Rồi. Đúng rồi. Rác gặp gì đẹp hả? Má, bả từ bờ bên kia bả qua nhanh dữ gì sao? Hello Kim Loan nha. Hello Kim Loan. Ôi dồi ôi. Này thế nào? Này là chơi gì đây? Cái gì đây? Cái gì? Và họ đã hạnh phúc.
Họ có một đứa con, tên có thể tên là Cloverfield. Cốt truyện hả? Gì ta? Gia đình gì đó, mong gia đình được sung túc hay gì, đừng đừng đến đây, đừng có gây chuyện ở đây, anh ta sẽ cho bạn nổ tung. Rồi rồi dữ ta, họ đã, chúng tôi tạo ra nó cho một cái test tube là cái gì. Trời ơi thôi mệt quá, thôi khỏi dịch nữa đi. Rồi coi cái giọng Nhật chính nghe nghe oải ghê không. Ờ giờ sao đây mọi người, cái này à, ôi chết rồi, cái này là hình gì? Ôi giải mã hả? Ôi rồi ôi, chụp hình lại ngay, mất công đi quay lại nữa mọi người, đợi xíu mình chụp cái màn hình này cái. Ui rồi nha, mọi người chụp hình lại cái nha, chụp chụp đi, rồi xong, tôi mới chụp hình xong nha, để từ bỏ ra đi, còn hơi khó à mọi người. À Windows gì đây, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, được chưa, sao ta. Rồi mọi người, khúc này giải mã đúng không? Rồi. Ở kìa. Xoay cho đúng đúng không? Rồi rồi rồi. Chú chụp hình lại rồi, đợi xíu. Cái đầu kìa, cái đầu tay bé rồi kìa. Này mới đúng nè, cái góc nè. Rồi không sai rồi mọi người, từ nha, quay đi quay đi quay đi, không cái nãy đúng rồi mà. Ôi rồi ôi, giải đố thế. Rồi hình như cái mũi chỉ ra đúng rồi nè mọi người, mũi chỉ ra đúng nè, coi như cái này là đúng rồi đó, cái này tròn tròn nè đúng không, rồi đúng chưa, hình như sai sai mọi người, cái đầu nó chưa đúng lắm. Sai rồi sai rồi, chưa đúng. Không cái miệng mở mà sao sao, sao mà xé được. Rồi đúng vậy à, đúng rồi đúng không, trời ơi cái coi cái mặt không kìa, cái chưa đúng mọi người ạ. À, tôi nghĩ chưa đúng đâu, cái góc này nó sai vậy nè, sai à. Ừ đó thấy chưa, tôi nói mà biết lắm, từ từ nha, vậy đúng không, được chưa mọi người, đầu bự vậy, cầm nhọn vậy. Ừ nó nè nè nè, bạn cha đa chụp hình lại nè, đây thấy chưa thấy chưa thấy chưa, đó cái nhọn quắc luôn, trời ơi tới sáng luôn. Trời ơi cái đầu à, lúc nãy đúng rồi mà. Ừ lộn lộn, sorry mọi người, lộn vì bị hố mọi người ạ. Rồi này là đúng rồi nè đúng không, đúng rồi nha, cái này đúng rồi, giờ qua bà này, qua nữ đi đúng không, ok good, nữ là hơi căng nè, cái mũi dập dừa nè, trời ơi. Ôi hello bạn nha, bạn KMS nha, BKMS. Rồi bây giờ mình thụt vô đây đúng không, khoan
Trời ơi cái mặt kìa mọi người. Không rồi diễn tả luôn mọi người. Rồi. Ôi trời. Nó đâu nhọn thế. Trời ơi, cái mặt kìa, nó riết hẳn gì rồi. Rồi. Mũi dập dừa luôn, vên. Đấy. Tưởng Seiko không á. Ờ, có nào là Seiko Suka mọi người. Giống như kiểu Nobita thầm yêu Suka hoa hồng tặng cho trẻ em gì á. Còn Seiko sao? Seiko bằng lòng lấy Nobita làm chồng á. khoan khoan từ từ đã. Trời ơi cái mặt kìa. Vậy giống như ngoài hành tinh đó mọi người. Vậy giống như ngoài hành tinh vậy á. Rồi nha, rồi nha. Ồ, oh, cái cổ sai rồi. Ốc về đúng rồi nè. Giờ chỉnh thằng này nữa. What the fuck, man? Ôi, vậy là không quay lại ngược. Rồi, rồi, rồi. Khoan qua tiếp đi. Rồi, nhưng mà giờ nó con gì vậy? Không biết thành con gì bên ngoài hành tinh mọi người. Có cái mỏ nè. Giống ngoài hành tinh đó mọi người. Trời ơi, vậy ngoài hành tinh gì á. Mắc cười ghê luôn. Rồi nha. Rồi. Nó tạo nghiệp ghê luôn á. Rồi. Ôi, trời ơi. Giờ thành game hài luôn rồi. Trời ơi, cái gì ở đây. Cái gì ở đây trời. Trời ơi thăm bỏ nhọn luôn. Đây cái mối nhọn luôn mọi người. Rồi. Đúng chưa? Chưa đúng. Vẫn còn sai. Ê chết. Lại sai nữa. Trời ơi. Thành cái gì vậy không biết nữa. Trời ơi. Thành gì ở đây. Thôi rồi ôi. Đấy. Cái đầu à. Sao cái đầu à. Cái đầu cái này đúng không. Không không phải đúng rồi mà. Trời ơi. Nghiêm túc nào. Rồi rồi tập trung nha mọi người. À, dạ, sửa này lại. Ok mọi người. Rồi nha. Anh chơi gì vậy? Chơi game hài đi em. Ờ đúng chưa? Trời ơi, càng làm càng sai vậy chị. Rồi. Rồi, sao hành người nào luôn rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Này chắc đúng rồi này. Tóc. Rồi cái tóc rồi đúng không? Ôi trời ơi. Cái cổ rồi, phải nó hướng ra đây chứ. Cái cổ hướng ra đây đúng rồi này. Đúng không? Không, mình như nãy đúng rồi đó. Có chụp hình lại rồi, có chụp hình lại rồi mọi người. Nha, có chụp hình lại rồi. Đây nè. Từ đi mọi người. Rồi, một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Rồi xong, đi luôn rồi. Rồi sao biết thảnh gì luôn rồi. Rồi. Rồi xong. Cái trời gì vậy mọi người. Cái này là gì đây. Quá giật hả. Rồi. Trời ơi, ảnh gì luôn rồi. Ở kìa. Thôi chưa đúng à. Cái đầu cái sao sao mọi người. Rồi ôi.
tới sáng luôn. Tuyệt vời. Rồi nha. Từ lại thử coi. Hai bộ đụng nhau kìa. Ghê thiệt. Rồi rồi đi 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 nhanh lên nhanh lên. Còn cái đầu đó thôi. Sao cái tóc nó cứ sai sai nhờ nhờ. Những cái đầu nó tròn tròn mà. Đúng không? Cái đầu nó tròn tròn mà. Từ lại nha, lại nha. Ừ. Nó làm mà biết ra gì luôn á. Cái cổ như không đúng rồi, cái cổ mà nó hướng ra ngoài. À cái cổ này nè. Cổ đây nè đúng không? Cái cổ đây nè. Cái này phải chỉnh lại. Rồi đi 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 đi. Rồi. Chưa đúng, chưa đúng. Rồi đó. Đi giày mới đúng nè. Rồi. Giống cái bọc cải vậy đó. Trời ơi, trí tưởng tượng phong phú quá. Trí tưởng tượng bay cao mọi người. Thế con game này là gọi là giúp mình gọi là cũng có IQ á, ha. Rồi sao không thấy cái mũi luôn, quên. Được chưa? Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Thử coi. Rồi. Nhanh lên. Rồi sao má hành ra Batman luôn mọi người, nè Batman luôn rồi. Rồi. Ê, cái đầu kìa. Méo rồi, méo đỡ nổi luôn á. Rồi. Tuyệt vời. Vỗ tay đi. Xong rồi nha. Vỗ tay. Hết hồn phải không? Ừ. Что еще может начаться в недрах лесного толкана? Да, секретная лаборатория оказалась больше, чем я ожидал. Попахивает папуль. Này chắc kể hết game con nhỏ mới ngủ rồi sao? Thế con heo cứ té hoài. Chúng ta đang coi game heo nha mọi người. Rồi nha, khúc này tôi nghĩ là căng lắm đó mọi người. God, Chúa không để cứu bạn. Đang tập trung coi xoay tự nhiên nói. À, rồi rồi. Klim Das Roy Bunker. Rồi khúc này là căng lắm nha mọi người. Theo tôi xem trên Hasno á. Tôi coi trên Hasno là sẽ dí khúc này nè. Là chạy rất là cực nha mọi người. Để mình phải đốt đốt ở đây nè. Rồi làm gì hai ba công việc luôn á. Ừ là cũng ít chắc 2 tiếng thôi nha. Chứ không có ít đâu. Rồi má rộng thế chạy chết luôn á. Khúc này bình tĩnh nha. Vậy hả? Ủa nó tới kìa, nó bò kìa. Bạn ơi, ủa sao anh bò vậy? Là cái ông chồng rồi đúng không? Anh ơi, trời ơi nhà anh đáng thương quá à. Ôi. Run chạy không được đâu vậy hả? Ủa bạn tua xong chưa nhỉ? Lấm lấm lấm. Không được rồi. Ủa bạn tua xong chưa? Khóc hút này bình tĩnh phải không? Rồi rồi. Luôn là chạy không được đâu. Ôi. Rồi nó leo rồi kìa mọi người. Ôi dồi cái gì vậy? Ôi chết rồi tới kìa. Ôi chết mẹ nó tới rồi. Tới chưa? Vì sao cái cửa này? Rồi chết 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 rồi tới rồi tới rồi. Tới rồi. Sao mà chạy được ngay trước cửa luôn á mọi người. Trời nó có thấy tôi không?
Chết con mẹ chưa? Trời, bạn tua bỏ khúc hay rồi. Trời má ơi, cái chân nửa người nửa dê sao vậy? Ôi trời ơi. Ôi. Tôi chết cha khóa cửa rồi. Rồi xong, chết con mẹ luôn. Ôi trời ơi. Chết rồi, không lẽ tôi load game lại á trời. Cái gì? Cái gì hết hay gì hả? Từ từ mọi người tập trung nha. Cái gì? Từ từ hả? Quá đã luôn á trời ơi. Từ từ nha mọi người, thì nói chung mình theo phản xạ thôi mà. Thì mình chạy phản xạ thôi chứ sao được. Chạy được là ngon rồi. Từ từ đi, nó tới đó kìa. Nói chung là mình cứ từ từ để hấp tấp nha. Núp đi, núp đi, núp đi. Ủa sao nó không lên nhạc ta? Vô nó thấy mình phải lên nhạc cho mình biết chứ. Dạ, quá sung sướng luôn. Cái gì? Cái gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Đang run thấy mẹ luôn mà mọi người. Cái gì mà sung sướng rồi trời. Mọi người sung sướng gì hết tôi chạy hả? Ghê thiệt. Mọi người có sở thích thật là mặn nha. Ừ. Từ từ để canh nó đã mọi người, tôi canh nó đã. Mẹ. Ôi dồi ôi. Nó cứ vậy hoài à. Khúc này thuộc đường mới dễ chơi. Quan trọng là phải biết nó đi như thế nào mọi người. Rồi khúc này nó phải đi như thế nào. Còn không tôi, bây giờ nè, tôi quan sát nó đi trước. Có gì tôi load game lại. Và khả năng cao nó sẽ dí vô đây á. Rồi đi 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 đi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Vô 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 vô. Ui. Con này chơi khốn. Ê, ê, tránh nói mấy cái từ kia nha. Tại tóp tóp nó quét là nó chặn comment á. Rồi canh nó đã. Hôm bữa có bạn ghi comment là bị nó xóa comment luôn á. Không, tôi không có ý nói đó. Tôi sợ tấp tấp thôi. Chứ tôi dễ chịu nha. Tôi chết con mẹ rồi. Ui. Không sao nha ông ơi, không sao nha. Tôi mọi người nói chuyện thoải mái nha, tại tôi sợ tấp tấp thôi. Trời ơi, tôi sợ lắm. Sơ hở tí là bay màu mọi người. Chỗ này là chỗ núp đây. Vậy là cho chỗ núp chỗ này đúng không? Rồi ok tôi biết rồi. Ok vô 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 biết rồi. Vậy phải nhanh mọi người, cái này phải nhanh á. Giờ ra là phải nhanh nha mọi người. Di chuyển phải nhanh á. Vừa vô là phải làm liền. Rồi. Đi 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 nhanh lên. Ôi chết mẹ tới nữa rồi, tới nữa rồi. Má tới nữa rồi. Vậy là bấm từng cái hả? Ui. 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 Má ơi, cái con này ghê quá mọi người. Ôi chết mẹ tới nữa rồi. Ghê ghê quá. Nó cao tôi nó không chui được đúng không? Rồi. Ngon. Xem không sợ nghe nó sợ. Nó cao quá không chui được. Tội mọi người. À, tôi biết rồi nha. Rồi mọi người tập trung nha. Giờ tôi sẽ canh nó đi xa xa rồi tôi sẽ làm liền. Rồi ok tụi mọi người. Nó đang đi ngang qua nha.
Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, 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 coi mẹ lên. Rồi tới nữa rồi, má tới nữa rồi. Mẹ ơi, tới nhanh quá. Anh clip tới mấy giờ hết game nha? Gần hết game rồi, còn mấy giờ nữa? Cái này là gần hết game rồi, không lẽ giờ tắt mai chơi tiếp là tôi like chắc có 15 phút rồi đó. Trừ khi nó khó quá thôi. Rồi 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 rồi. Ôi rồi. Gần hết rồi. Không, nhưng mà khúc cuối cực khó mọi người. Theo tôi tìm hiểu là cực khó đó. Khúc này là cái khúc này là sẽ cực khó nha. Thôi khi qua bên đó là cực khó luôn á. Nghe mọi người, là cực kỳ khó luôn á. Bắt 4 lận nè. Ừ. Từ từ nha mọi người. Để xem di chuyển thế nào. Rồi 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 nó tới rồi. Rồi rồi từ đi mọi người, đang tới nha. Rồi bạn tua đâu rồi trời, cái bạn qua bạn hướng dẫn viên đâu rồi? Game này cốt truyện buồn lắm. Ý, trời ơi, má hết hồn. Hết hồn. Không, nói chung mình thấy kinh dị quá. Thế thì kẹt thiệt luôn á. Người ta cho con ngủ. Được, tôi biết mà. Ý là tôi đang rên đó mọi người. Tôi đang đọc thần chú. Mong bạn ấy sớm sớm hỗ trợ mà. Rồi. Vô được không? Chưa chưa được. Con mẹ nó chết rồi. Mày làm sao làm gì? Ui mày làm gì? Mày làm gì tao? Ui mày làm gì? Má anh chạy thấy mẹ luôn. Ơi. Đừng để con nó đi qua nữa. À. Ui rồi ôi căng nhờ. Rồi nha mọi người, rồi nha mọi người, tập trung nha. Để phân nửa thôi, rồi rồi. Rồi nha mọi người, từ từ, đợi xíu. Đúng rồi, làm thêm một xíu nữa là làm thêm một xíu nữa là tôi chua luôn nha. Không được thì chịu thôi, chịu rồi. Từ từ mình cứ từ từ đi. Sắp tới cái phần mà căng thẳng nhất nè mọi người. Rồi đi thôi, nhanh lên. Rồi. Ok baby. Rồi biến mất luôn rồi. Ô. Hết. Rồi sao game nha. Ok mọi người. Rồi chữ chữ tiếng tiếng gì luôn rồi. Rồi ôi. Rồi. Cái con mẹ ở đây à thuốc à thế tôi tưởng cái gì lighter hả đốt lửa hay không được hay 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 thấy hết đúng không rồi rồi chuẩn bị đi đó sắp tới phần khó nhất rồi đấy mọi người sắp tới phần căng nhất đấy tôi thôi tôi chờ tôi vô đi mọi người. Chờ tôi vô đi cái phần hay nhất mà tôi ru con ngủ rồi nó qua luôn rồi. Chờ bạn tôi vô đã. Chờ lúc đấy tôi khám phá trước đi. Lúc này sẽ chạy đúng không? Nó sẽ dí mình nè. Lát chạy hơi bị khó hả? Ừ. Người chuẩn bị lan chứ. Ừ. Rồi, đúng rồi. Chuẩn bị nha. Lấy cái này nè. Lấy cái này nè, là làm tí nữa là tụi nó vô đó, mọi người. Là chạy công giò nha. Ý ý bạn 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 vui đã buồn á là mình làm cái gì ở ngoài mình đốt cái gì
Là mình đốt cái gì mà mọi người quên rồi. Vậy bữa ông Hasno ông chơi trễ quá, tôi không có coi hết. Không mà chắc phải đi toilet trước quá, không là tí chết luôn á. Nói nghe tôi cũng quên rồi. Ừ. Sợ nhưng thích coi. Giờ chờ bạn kia vô nha mọi người, chờ chút đi. Để từ từ, từ lỡ tôi phá đảo xong rồi bạn ấy chưa vô rồi lại uổng, hiểu không? Trời ơi. Mình phải cho cái người quan trọng vô xem chứng kiến cái cảnh này. Mà cũng chưa chắc gì mà tôi phá đảo sớm nha mọi người. Dí dữ lắm. Thôi giờ làm luôn mọi người. Bạn đó chơi hay á. Ừ. Đúng rồi, bạn đó chơi hay á. Cũng gọi là rên dữ lắm luôn á. Ôi trời. Tôi cho bà con cô bác tối nay nâu mắt hết. Thôi vậy đi trước nha, bạn tôi bỏ lỡ rồi đó. Rồi. Rồi. Ui. Tôi làm gì đây? File consider gasoline. Ui. Ôi dồi ôi. Rồi chết mẹ luôn. Ôi. Ôi. Rồi nhanh lên. Không mở được. Chết con mẹ rồi. Thay vì chạy anh chọn nhìn. Sao không chạy đi trời? Tôi các bạn có biết cái cảm giác mà mình sợ mà sợ đứng hình không, giống như là sợ mà tới mức cứng chân á, các bạn biết không? Trời ơi, người ta chân thật như vậy thì thôi mọi người này. Ừ, giống như giờ các bạn thấy, ôi trời, má hết hồn, hết hồn, má ơi, bình thường mà này khác à. Ừ đúng không, giống như là khi mình nhìn thấy cái cảnh đó mình hoảng sợ thì tay chân mình sẽ như là lạnh cứng á, mình rất là khó chạy. Các bạn coi phim bạn thấy mà, bạn coi mấy 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 con mấy nhỏ sợ là đứng hình luôn á, không chạy luôn mọi người, là đứng run luôn á. Thì đây là một trong những trạng thái đó nha mọi người. Ông làm gì? Ôi dồi ôi. Khoan, rồi tôi làm gì? Ông làm tôi lên toát. Khoan, thôi bây giờ hỏi 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 bạn 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 vui đi, bây giờ bạn vui ơi. Tức là bây giờ mình lấy cái bình xăng nó làm gì? Bà con cô bác không quan điện thoại nha. Ý là lấy làm gì nè, để mình làm cho nhanh nè, không là ra ngoài là tét khói luôn á. Rồi hồi máu đi, rồi. Ừ. Sao mọi người? Ý là tôi sẽ lấy cái thùng xăng anh bỏ để đâu? À, xíu đốt cái gì quên người ta thấy chưa? Trời ơi, mình còn biết mình đốt cái gì nữa là sao mình ra? Trời ơi, giống như mình tự hiến cho nó vậy á. Ôi chết con mẹ nó tới rồi. Ừ, mọi người xem nhanh nha. Chờ bạn tua là... Trời ơi, má nó cứ đứng đó hoài à. Đứng hoài vậy, trời ơi, nó đứng đó hoài luôn. Ôi dồi ôi, má ơi, nó đứng đó hoài luôn. Chết mẹ, nó cứ đứng đó hoài à. Sao tôi đi đây? Chết tôi phải đi toilet cái quá. Trời ơi, để cho tôi từ từ mọi người nghe, mọi người coi thử coi.
Ông xỉn, ông vô chỉ tầm bậy là con rồi cô bác nâu hết nè. Mọi người cho mình vài phút nha. Chữ màu xanh là gì vậy anh? Ga online là sao? Dịch cũng không hiểu luôn á. Trời ơi coi kìa. Ô em làm gì? Ôi ôi em sao? Ôi ôi em bị kẹt à. Trời ơi thùng xăng đấy bị kẹt à. Rồi ôi. Mày làm gì? Ôi làm gì đấy? Ơi làm gì? Ôi ôi làm gì anh? Rồi ôi em ơi. Em ơi. Anh đốt em này. Nha. Một phát là. Ui rồi ôi em. Má ơi nó cứ đứng nó hoài luôn á, làm sao đi đây? Ngay nữa. Rồi chết rồi, gần tới rồi mọi người. Rồi đi đi, đi thôi đi thôi. Rồi 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 rồi. Ok nha mọi người. Rồi. Ôi má ổng kìa. Ấy giờ làm gì mọi người? Bây giờ tôi làm gì nè? Khoan. Khoan, đâu rồi? Em coi có bên Shopee chưa? Em coi bên Shopee chưa? Chỉ anh với. Coi đi cho nhanh đi em. Ôi, đâu vậy? Chạy đi còn nhìn cái con mẹ gì nữa. Trời ơi ôi 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 ôi. Chạy đi. Chạy đi. Rồi xỉn luôn rồi. Ảo giác luôn rồi. Rồi nhanh lên nhanh lên. Ui. Má ghê quá. Ui dồi ôi. Rồi cứ đứng đó. Trời nó kẹt đường mà mọi người này. Thấy chưa tôi nói rồi. Dễ gì mà end game. Lại. Lại tưởng đâu dễ. Ai ngờ khó thấy mẹ luôn. Vâng. Ui dồi ôi. Tất nhiên là làm sao bà làm sao mà thoát được nay cái tiệp rồi. Rồi rồi em giường nào vậy? Ui. Ôi má tới nữa. Ui dồi ôi. Có bạn kia chỉ được rồi ha. Ừ. Giờ không có bạn kia tính sao đây? Là cái thằng kia. Cái thằng xỉn xỉn kia là nó ở trong đó rồi. Là theo theo chu kỳ nó sẽ đi ra đúng không? Rồi tự nhiên mọi người. Rồi 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 nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Đẩy đi. Làm gì với nó? Làm gì với nó? Ở kìa sao nó. Rồi thôi anh cứt rồi. Nhanh lên. Ủa thùng xăng làm con mẹ gì vậy?
Chết mẹ tới nữa rồi. Ủa thùng xăng làm gì mọi người? Ủa thùng xăng làm gì? Anh thấy được răng đốt anh đốt tới đường nào đúng 5 lần thôi. Vậy à, tới chỗ nào? Đúng rồi. Tới đại trà. Rồi 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 rồi. Rồi ôi. Xung quanh hả? Nhưng mà cái thùng xăng nó đâu có mở ra gì mọi người. Thùng xăng nó không mở ra, làm sao đây? Ôi má ơi. Rồi xong, lưỡng nan luôn rồi. Chết rồi, đó anh bắt em à. Trời ơi, đi đâu đây mọi người? Không sao sao không đổ được. Ôi, không đi, đi sai đường nữa rồi. Quần què nó. Rồi ôi. Ui. Ga sau lưng. Cái nào cái là để cái gì á? À, biết rồi, rồi. À, ra lửa đúng không? Rồi, xong. Chết luôn. Thấy có đem gãi là vừa rồi. Trời ơi. Rồi, sao chứ chỉ nghe luôn rồi. Tuyệt vời. Ê, hình như nó nói là để cái ga đó trên mấy cái thùng mọi người. Rồi, xong chạy đầu luôn. Vâng, hay quá. Được chưa? Vui chưa? Anh em hả hê chưa? Rồi nha, người tập trung nha. Má nổ xong bay mẹ tiếng Anh luôn. Hay thiệt. Đủ 5 cái mới đốt à. Ủa căng nha. Rồi rồi rồi. Còn nói chuyện nữa. Lê. Ôi, ôi. Rồi xong, chết mẹ luôn, bên. Làm sao? Làm sao được? Làm sao tôi được? Còn non lắm chú ơi. Còn non lắm. Rồi ơi, chết mẹ rồi. Ôi, ôi, còn non lắm. Trời ơi, má ơi. Rồi. Rồi đi nhanh lên. Rồi ôi má, kiểu này là dí chết luôn á. Ui trời. Trời ơi, ai non á trời. Ôi trời, cái bạn, ôi bạn sao bạn tôi dỗ còn lâu thế. Ở đâu bạn tôi, ở bạn tôi kìa. Ở bạn tôi kìa. Thùng giống vali, trời ơi, trời, thấy tôi nó chạy không à. Thấy tôi rồi nha, nãy giờ tôi lo chạy không à. Hello tour. Trời ơi, tôi đã ở đâu vậy? Nãy giờ tôi bị nó hiếp mấy lần nè. Chết mẹ, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Trời ơi. Hello. Đừng có bắt tôi nhé.
Rồi. Rồi. Để đây đi. Rồi chết mẹ tới kìa. Nó tới kìa mọi người. Nấp 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 liền. Cầm bình xăng đổ từ anh. Vị thần may mắn đã đến. Ôi tôi ơi, vị thần của tôi. Tôi chờ vị thần tới nãy giờ đó. Cần lắm một bàn tay nha. Cần lắm một đôi tay. Để tôi có sức mạnh. Chứ vậy là tôi mệt mỏi quá rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Rồi nha mọi người. Má tới kìa, con mẹ tới kìa, núp liền đi. Núp liền đi. Núp liền đi. Ra tay phô mai nha. Rồi ok mọi người đi nha. Mẹ tới nữa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Có xuống không? Ui máy nhanh quá. Ui nhanh lên. Lửa, lửa. Ui. Má nó cứ tới hoài luôn mọi người. Không có đi được. Đó gần chỗ cái thang. Thấy 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 gần chỗ thang bò bò bên tay trái có một thùng á, thấy là nha. Ừ. Nhưng mà quan trọng qua được không là vấn đề. Đâu nha mọi người. Hết go. Trời ơi, nó cứ vậy hoài, nó cứ đi vậy hoài, không bao giờ qua được luôn á. Khi nào nó lui lại mình sau lưng nó ấy, làm sao canh được. Rồi chết mẹ rồi, nó tới rồi. Ui rồi ôi, nó qua chưa. Đi đường khác nè. Má ơi trái là linh láng luôn á. Không còn ga nữa hả? Trời ơi, tôi đổ hết ga mẹ rồi. Rồi ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thế là hết ga mà. Nhiều đường mà trời. Ừ, đi đường khác đi. Trời ơi, thế mới căng chứ. Đã nói rồi không nghe, từ từ. Làm sao? Khoe bây giờ tôi nhắn lại nè. Bị trôi hết trơn rồi. Đổ xong. Đổ xong là bị giấy thì vứt cái bình ra đi à. Đổ xong là bị giấy là vứt ra hả? Rồi ôi thế mới sợ chứ. Rồi. Đi. Rồi. Ui, đi nhanh luôn. Lướt một cơn gió mọi người ạ. Lướt một cơn gió. Lướt một cơn gió. Ui. Ui dồi ôi. Ê, trời ơi, từ từ.
Trời ơi, má ơi, dí vậy chết luôn á. Ôi trời ơi. Má dí gì dữ vậy cha. Rồi ơi, thế mới chết chứ. Con mẹ ơi, ơi. Quẹo, quẹo lửa. Ôi trời ơi. Má căng nhờ. Má nữa. Quần què gì mà hoài vậy trời. Rồi ôi. Ơi ơi trời ơi anh ơi 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 ôi chết mẹ rồi. Lắm. Ở vị trí nào nữa? Ui. Wow. Ôi rồi. Nấp đi còn nhìn nó nữa. Ừ, đang nấp đây. Thế bữa chứ không sợ gì mấy. Trời ơi thế à. Alo. Rồi. Rồi má tới nữa kìa. Rồi ba cái. Còn cái nữa đâu vậy tua? Ê tua ơi, còn cái nữa đâu? Còn cái nữa đâu? Chờ tới lúc chết thì xuất hiện nha. À, chỗ lúc mới chết cái gì? Chỗ lúc mới chết xuất hiện là sao? Cái gì? Chỗ lúc mới thế còn chỗ nào nữa? Cái chỗ còn đi chỗ nào nữa? Nó chết cha chưa? Rồi thôi rồi. Chỗ lúc mới lụm đồ đó. Chỗ mới lụm đồ chỗ nào? Trên cầu thang ấy. Cầu thang rồi nha. Khoan là ở đâu nhỉ? Chỗ này rồi. Vậy là chỗ mới lụm đi. Chỉ cho. Chỗ mới lụm chỗ nào? Trời ơi là cái phòng đúng không? Cái chỗ lụm thuốc luôn. Chỗ lụm thuốc đó mọi người. Trời trời ơi. Thì nó chỗ lụm thuốc mọi người này. Ôi đây em có bình xăng nha. Dí là khó lắm á. Rồi má tới rồi chứ ở đó mà coi gì nữa. Khoan, đó hả? Đó là hả? Chỗ trước mặt kìa. Chỗ này hả? Cái này hả? Phải cái này không? Phải cái này đó hả? Cái này. Cái này à? Ôi trời ơi, ủa nó mở rồi mà. Ồ má bây giờ canh ra hơi khó nha.
một phát là ăn 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 sệt luôn á. Rồi đấy, còn một cái nữa kìa mọi người, đừng đi. Ôi, còn cái nữa đúng không? Rồi ok anh biết rồi. Làm gì làm gì làm gì. Rồi chết ra lộn đường nữa rồi. Má con mẹ này. No. Mẹ nó cứ lộn đường hoài luôn á. Mày ơi. Trời ơi rồi. Trời ơi. Ê! Đừng có hiếp em nữa được không? Trời ơi! Ôi! Mẹ ơi! Má căng nhờ. Có cầm. Có cái... còn cái chỗ lượm thuốc đó. Ui rồi ôi má sợ ghê luôn mọi người. Một là tôi cầm mình. Má còn cái thằng khốn này. Cái thằng quần què này nó cứ dí không bao giờ ngưng. Ui, ôi chết 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 chết. Còn một chỗ nữa lượm thuốc ha. Mẹ. Ui. Trời ơi, con mẹ ơi. Ui. Rồi ạ. Núp đi trời nữa. Cái gì? Dưới cầu thang có phải có một cái nữa. Thang nhiều lắm, chú ơi. Từ nha bạn ơi. Nó lấy có cái bình xăng thôi mà khó khăn thế. Ồ, má tới nữa rồi. Má ơi. À, thì phải định hướng mà nhìn. Ừ, ok nha. Nhiều cầu thang lắm mọi người à. Ui. 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 Bye bye chị em đi đây. Ôi. Ôi. Rồi má ơi. Ui rồi ôi. Má bật lửa đốt mày luôn. Rồi. Chạy tưởng chạy tướng hài không chết con mẹ tới nữa kìa. Rồi má hai đứa tới luôn kìa. Ok vậy đang có đường đi rồi. Hi ê, 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 trời 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 má ghê quá. Rồi cầm lên. Rồi ôi có được đâu, có được đâu, cái đâu đâu phải đâu.
Ê, có phải đâu, không có phải đâu. Không phải nha. Ê, không phải mọi người. Nó không hiện, nó không cặp số 5. Sao? Rồi ra tiếp hả? Không phải, cái này không phải. Cái này không phải nè mọi người. Sao? Ra tiếp cầu thang tối tối hả? Có tờ heo. Trời ơi. Ê còn nè. Chỗ này nè. Đúng rồi. Đúng không? Không phải, không phải. Ở đốt rồi mà. Nó chú ẩu rồi nữa rồi. Đi tiếp cầu thang tối tối rồi. Rồi xong. Tiêu luôn. Nó không dám đi tới mình đâu. Tôi đốt rồi. Rồi. Ôi. Sao chỗ này đúng không? Đúng ghê. Có chỗ này không? Chưa có đủ mà. Nó có dập lửa không vậy? Tự nhiên có đồ nó đi ống lửa luôn à. Lùi lại tìm đi. À nó không đi được đúng không? Bị lửa ấy rồi nó sao đi được. Rồi đi tìm thôi mọi người. Làm sao? Chỗ cầu thang tối tối ấy. Tối tối là ở trên này hả mọi người? Rồi. Chỗ nấp nấp tối tối ấy chết rồi. Không được rồi, tụi nó ở trong này á. Chết cha chưa. Rồi là có cái thùng ở trỏng hả? Có cái thùng ở trỏng hả mọi người? Cái chỗ trên này đúng không? Chỗ trên này đúng không? Cái chỗ này đúng không? Chỗ đó có gì? Sao nãy đi kiếm không thấy ta? Được rồi, công sức của tôi đó mọi người. Còn một thùng nữa, đi kiếm không ra nó mới chết nữa chứ. Ê, tới đây nè! Đúng không? Thùng này không? Chết cha, lửa dập rồi kìa. Lửa gần hết rồi. Trời ơi, ngay đây mà chết luôn á. Rồi má ơi. Hết lửa là tiêu. Rồi xong, má tiêu tùng rồi. Rồi ôi giờ cái gì đó đâu, ở đâu thuốc, ở đâu một chai lại hai liều, ở đâu? Từ từ nghe cái tin nhắn tấp tấp nó hay bị lay mọi người. Giờ tôi dừng lại nè. Đó đó, ở đâu? Lửa sắp hết rồi. Trời ơi, thùng nước trước mặt kìa hả? Ước chi mà biết sớm hơn. Ui dồi ôi. Ôi ôi. Anh đi được à? Ui dồi ôi. Nhảy lên. Ui chết mẹ rồi. Rồi. Ui dồi ôi. Thế đấy. Ây da. Nấp. Ê biểu đốt sớm. Ui dồi ôi. Còn một. Sao mà
Cay thế nhờ. Cái thùng ngay ngoài kia. Nhưng mà lúc mà mình bật lửa là mình đã chặn được nó rồi mọi người à. Là cái thùng nó ngay ngoài kia kìa. Sát bên. Ui giời. Thế mới cày chứ. Là cái chỗ này không có đốt được nha. Trời ơi, làm tôi cầm thùng xăng ray đốt nè. Khổ ghê á. Trời ạ. Rồi. Nấp chỗ đó hả? Ê, chết. Nó bị lỗi âm thanh nữa rồi. Từ, đợi xíu mọi người. Đợi xíu. Nó lỗi âm thanh nè. Đợi xíu nha. Nó lỗi âm thanh nè. Rồi, ok. Trời ơi. Cái hàng này. Điên thiệt chứ. Ôi trời. Ôi trời ơi, cảm ơn quý nha. Ôi dồi ôi má. Thùng nước hả? Không có thuốc đâu trời. Trời, hai mẹ nhắc dắt tay nhau đâu vậy? Rồi đẻ lên. Rồi. Nhanh khẩn trương lên. Ba cái. Ok mọi người. Đây. Cái tư nữa. Rồi xong. Không sao sao, tôi biết rồi. Má cái quần què nó, cái thằng này. Không bao giờ yên thân với nó được. Ôi giời, non lắm chị ơi. Non lắm nha. Đừng có mơ. Sang cầm bình xăng. Cái cối cầm bình xăng vứt vô luôn. À. Ôi giời ạ. À. Ôi anh quý theo dõi hết luôn nha. Ừ. Trời ơi, má này dí ghê quá. Trời ơi, hai má dắt tay nhau đi kìa. Ôi trời ơi, có tình cảm ghê chưa. Trời ơi, má ơi. Đi theo nha, lên. Ủa chết mẹ. Chưa được à. Ủa chỗ nào quên rồi. Ôi trời má ơi. Vô lượm thuốc ha. Rồi. Còn này nữa đúng không? Ôi giời ơi. Khó phân biệt nha. Nó nằm ngay. Nằm đâu? Hồi nãy nằm ngay đâu? Thùng xăng. Còn một cái ở đây nữa. Để cái vết xăng đầu lưới ấy. Khoan nha. Nó không đi được. Đúng rồi. Nhưng bây giờ mình phải kiếm cái thùng xăng đã. Chết mẹ rồi, thùng xăng nằm bên kia lận. Ôi chết rồi. Thiếu thùng xăng mọi người.
Rồi nó nói gì mà nó hoài vậy? Ôi rồi ôi. Không. Ôi không có thùng xăng rồi. Đâu thuốc đâu? Place on fire. Ui. Rồi má đi lại nữa rồi, tức ghê á. Su thiệt chứ. Đó xuống. Cháy đi. Ui. Có cái nào chưa ta? Toàn bộ cháy hết rồi mà. Còn còn cái này nữa. Cái này nữa này. Rồi ạ. Trời ơi, chút nữa là được rồi, tức ghê á. Cột tùm vào trong góc. Đây nè, đây nè. Nhưng mà hết xăng rồi. Ôi mẹ ơi, không còn xăng rồi. Trời ơi, không còn xăng nữa để ấy rồi. Đây 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 nè. Đây nè mọi người ơi. Có xăng rồi. Ôi. Chết con mẹ luôn. Trời ơi. Vứt vô hả? Chết. Vứt vô. Bà ơi, tôi chưa mới đọc tin nhắn xong luôn á. Cay thiệt. Nó nổ vứt vô hả? Trời ơi. Cay quá. Làm lại. Má giống như đây, giống như rèn luyện thể lực hay sao mọi người. Má giống như tôi đang rèn luyện thể lực vậy á. Nghe rồi. Cay quá. Mày vô đây nhanh lên. Rồi đi. Làm việc thôi. Gấp lắm rồi. Má hàng này nó cứ vậy hoài à. Bừng què nó. Ôi dồi ôi, má ơi, nó cứ thế đấy. Ôi. Ôi má ơi. Ôi ôi. Ôi dồi ôi, thế đấy. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Làm gì nhau? Làm gì được tôi? Làm sao mà bắt được? Làm sao mà bắt được? Wow. Đốt lửa đi. Bay. Ê. Ơ. Ê. Ây da. Mẹ ơi. Trời ơi, mẹ ơi, đốt quăng khúc nào. Tức quá mọi người ạ.
Một chút nữa là được rồi. Quần què nữa. Bất công quá mọi người. Tôi cảm thấy bất công quá. Trời ơi. Thế thật là bất công. Thật là bất công. Hay quá. Cái thằng quần què này thiệt luôn á. Mày giết tao hoài vậy hả? Má này dí dai ghê luôn á chứ. Rồi ôi. Ôi. Mày dí anh hoài à. Dí hoài vậy cha. Biết chán à. Ôi. Ôi ôi. Rồi đi rồi đi rồi đi rồi nhanh lên. Cơ hội chỉ một lần duy nhất mọi người ạ. Ok nha. Rồi. Ném đi còn đứng nó ngó nữa. Ôi ôi. Ôi. Ui dồi ôi, sao đi nhanh thế? Ôi. Ôi! Nè! Cái thằng quần này! Rồi, nhanh lên. Quăng đi. Xong rồi. Ok nha mọi người, đốt nha. Má anh đốt này. Mày tiêu rồi con ơi. Tới giờ show trình diễn rồi. Hí. Rồi. Nổi lửa lên. Rồi, xong. Nó đốt được 2 miếng à. Cái tụi nó ra ngoài hết kìa. Từ từ. Bơm máu vô. Rồi đốt lửa đi. Nổi lửa lên. Rồi. Cẩn thận. Hây. Má combo lửa hả trời. Rồi. Lấy cây lửa quăng vô hả? Không được nha. Có một cái nữa. Làm sao nữa mọi người? Rena bên cơ. Vòng qua đâu? Giờ đi đâu? Tìm cái cửa sắt hả? Cái cửa mà gần cái thằng bò bò đó mọi người. Phải cái cửa gần hàng bò bò không? Cái cửa gần hàng bò bò đúng không? Đúng rồi, đúng nó rồi. Hỏi hỏi cũng biết rồi.
Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Rồi làm gì nữa? Làm gì? Đốt, đốt, đốt đi, đốt đi. Lượm xăng hả? Lượm xăng làm gì? Từ từ nha. Rút ra mọi người, rút ra mọi người. Ôi. Có đứa này không? Có cầu thang luôn hả? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa mọi người? Alo, giờ sao nữa? Bước ra hả? Rồi sao nữa? Đốt cơm. Đốt, đốt nha. Đốt rồi mọi người. Đổ hết luôn hả? Rồi đốt cho hết luôn hả ta? Thôi vậy bình kia chưa hết đâu. Lấy cái nến làm gì? Lấy cái nến làm gì mọi người? Lấy cái nến làm gì? Lấy cái nến, mình thấy thấy cái nến thấy rồi nha. Lượm cái nến tới cầu thang quăng qua. Tới gần cầu thang quăng vô hả? À. Rồi đi. Rồi lên 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 lên. Ê, ê. Sao vậy? You spell cái gì? Từ từ hả? Chờ một chút nó phá đảo rồi mà. Lượm cây nến. Tí lượm cây nến gần cầu thang quăng vô. Rồi ôi. Rồi kinh nha. Я немного иначе представляла твои подвиги в молодости, о которых ты постоянно вспоминал. Ủa sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi leo lên, đi cẩn thận vô hả? Черт, похоже, скоро тут все рванет. Нужно выбираться скорее обратно через эту дырень в толкане. А. Rồi rồi. Khoan từ từ đã, mình thêm nhiệm vụ trước đi. Lên đây bị đóng rồi đúng không? À. À rồi. Rifle canister hả? À con heo nó ngồi lên. Tức là con heo nó ngồi lên nha mọi người. Rồi đi đi đi. Khoan, giờ hướng dẫn lại nè. Bây giờ tưới hết ba bình xăng đúng không? Từ từ. Nếu tưới hết thì tôi làm thôi. Rồi ạ. À, gần gần phá đảo mọi người ơi. Ôi ôi, má ơi. Công nhận game này nhịp độ cao ghê. Ê, từ từ từ. Má tí nữa là cháy rồi. Đấy. Trời tưới hoài luôn hả? Còn nè, nó còn nhiều quá. Đốt xong là phá đảo đó. Ơ kìa. Đốt tới khi nào? Rồi nha mọi người. Được chưa nhỉ? Trời tới nào mới hết ở bình đây? Đổi bình khác ha. Ok nha mọi người. Được rồi.
Trời ơi, giống như tẩm chắc được rồi, đốt đi chứ, chắc đốt được rồi đúng không? Tầm này đốt được chưa? Ui dồi ôi. Ờ, tôi tẩm xăng này là đó ba bình để tạo áp suất ha. À. Rồi 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 rồi. Đấy gần cầu thang chưa? À. Nãy hả? Đấy gần cầu thang ha. Đấy gần cầu thang à. Đăng rồi nha. Ê mà nãy sao tôi chưa vứt cái nến mà nó tự động nổ rồi mọi người. Rồi. Này là cháy luôn á. Cầm cái nến cẩn thận ha. Ừ ok. Má ơi. Cầm cao lên. Cầm cao lên mọi người. Cầm cao lên. Ủa? Sao kỳ vậy? Ủa chưa làm gì luôn mọi người. Ủa chưa làm gì luôn á. Kỳ vậy ta? Tôi chưa làm gì luôn á. Да, свинья вылетела, а вот я нет. Поэтому слушай снова. Слушаю, слушаю. Черт, похоже, скоро тут все рванет. Нужно выбираться скорее обратно через эту дырень в толкане. Đờ đụng vô là nát luôn hả? Trời ơi, ai biết đâu. Lúc bưng cây nến coi cẩn thận. Rồi. Đụng đụng đá nó rớt lửa xuống hả? Trời ơi, thế à? Rồi đi tưới trước nè. Tầm này là được rồi. Không, nếu vậy mình để đây đi. Trời ơi, mình để đây đi, chi xa vậy? Chi gần quá cho nổ. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi lại mọi người, rồi rồi nha, rồi mai chơi game Nightmare. Game gì? Game này đâu không ho mai hả? Mai là chơi mai chắc chơi tiếp cái game cũng hãng này luôn á. Ủa kìa. Rồi. Một, hai, ba. Trời ơi, chán thế rồi cùng. Không có thùng xăng rồi ôi thế mới cày nghiệt đó chứ. Rồi để đây, để đây rồi.
Đây đây. Rồi. Đây đây. Lên. Ui dồi ôi. Ngày mai à, để tí gửi cho bạn tôi cái game nó nha. Để coi có chơi qua chưa. Còn game Nightmare gì? Chưa biết nha. Á đù. Mất dạy. Mất dạy nha. Cái này là mất dạy lắm. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Cay chưa? Cay quá, cay quá. Một chút nữa là phá đảo rồi mà. Thiệt tình luôn. Rồi. Hay mình là mình đổ cái đí này nè mọi người. Đó, đổ xăng vô, tẩm xăng vô. Đấy. Khoan leo lên trước nè. Sẽ có cái đoạn casting nữa không có rớt xuống. Rồi, 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 rồi. Chỉ con heo ngồi đó chi trời. Rồi, rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đến đây đi. Rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, 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 nhanh. Ok. Rồi nha mọi người. Rồi. Cầm. Cầm cắp. Ê. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì nữa? Ủa sao cháy rồi? Chưa đứng vô góc ném lửa xuống. Sao tiện đụng vô cháy nữa rồi? Tào lao thiệt chứ. Ôi vãi nồi các bạn à. Vậy là không có để nó dính vô mấy góc tường. Rồi đây đi. Rồi, xuống. Ui. Từ cho mọi người từ nha. Rồi. Coi chừng đấy, coi chừng đấy. Một phát là đi luôn. Rồi lên. Cầm nến cao lên. Cầm nến cao lên. Cầm nến cao lên. Trời ơi, gì vậy trời? Không rưới xăng luôn à? Rưới chứ. Ui cây nha. Để đây. Ừ. Rồi. Rồi. Đấy. Được chưa? Rồi. Ném. Bùm. Xong. Má ơi. Trời ơi. Ảo ma thiệt. Tuyệt vời. Anh là người hùng Richard. Chúng tôi đã đi bay về đây. Chúng tôi sợ anh đấy. Ừ. Game láo quá. Ừ. Thế giới xin hùng đó mọi người. Không, nó kể cho con nhỏ nghe mà, có khi nó kể quá. Ok, phá đảo nha. Ngày mai là game gì ta? Từ từ đó tôi nhắn lên nhé đây nha. Game ngày mai đúng không? Đợi xíu. Nào tới Renny anh. Renny hả? Chờ xong mấy game kia đã mọi người. Ừ Renny chán lắm mấy chưa, kén người xem đấy, tôi sợ kén ấy. Tôi sợ kén người coi thôi chứ tôi không sợ gì hết trơn á. Từ từ nghe để tôi ghi cái tên game cái.
Blackberry mà nó còn nhiều bản lắm. Ngày mai là sẽ chơi nè bạn tôi coi thử game này nha, coi chơi chưa nha, từ 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 như tôi à. Bây giờ cái game này tên là Mad Tanga, Mad Tanga cũng của hãng này luôn á. Так вот откуда у нас домашняя свинка Пелли. Она спаслась Ok, вместе с тобой. chào bạn, ngủ ngon И nha. это самое Mai главное mai hẹn мне мai нha. сейчас из всей истории для Bạn меня. tôi biết game đó không? Все, я спать. Cũng của Спасибо за hãng làm game беседу. này nè. Ghi tiếng Anh ở đó đó, cái tên kìa, đó đó mới mới ghi đó. Mát tăng ga kìa. Ok mọi người, game xong nha. Không biết ha. Rồi không biết là ngày mai khó chơi rồi nha. Cũng cung chung hãng á. Không thấy hả? Xem trên Steam á, trên trên mạng á. Còn không, để mai đi, mai tôi coi có game gì mới không, tôi chơi nha. Để coi mai đi, mai coi có game gì mới cái gì tôi báo cho. Rồi rồi rồi, cái gì anh nhắn cho. Ok, vậy tí chút nữa gửi nha. Thôi giờ họp cho mọi người nha, để tí nữa gửi cho. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi ngủ ngon nha. Nha, hẹn mọi người ngày mai nha. Mai thứ sáu rồi. Chết cha, chưa chạy là nó kiểu nó ẩn thôi mà. Nó ẩn comment của tôi rồi. Chán ghê á. Từ 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 đang đang nhắn, đang nhắn. Đâu rồi? Rồi mình gửi tin nhắn rồi nha tôi ơi nha. Rồi kem lợp với mọi người, cảm ơn mọi người nha. Mọi người ngày mai nha.